Em có chuyện gì muốn nói với anh không? Chuyện gì là chuyện gì? Anh sao vậy? Thôi, em không cần phải giấu anh nữa đâu. Hồi nãy anh thấy hết rồi. Em giấu anh chuyện gì? Có phải là hồi nãy em nói chuyện rất là thân thiết, rồi em còn nhận quà từ một người đàn ông nữa đúng không? Đúng rồi, em nhận quà từ một người đàn ông đó. Thì sao? Em nói chuyện vui vẻ rồi nhận quà từ người ta nữa. Có phải là em hết yêu, hết tình cảm với anh rồi không? Trời đất ơi, anh nói gì vậy? Anh nói này á hả? Cái này á là em mua tặng quà sinh nhật cho anh mà. Em biết anh làm kỹ sư xây dựng, làm trong môi trường rất là ô nhiễm, nên em đã mua bộ đôi ngải cứu gừng đen nano mộc nhu, dứt điểm gầu ngứa, nấm da đầu cho anh đó. Với lại anh hay than với em là anh bị ngứa da đầu còn gì. Vậy rồi cái thằng cha nãy là thằng cha nào? Thì là shipper chứ gì nữa. Là shipper hả? Anh xin lỗi vợ nha. Anh cảm ơn vợ.